thử một lần cho biết. Còn đây là mình thử cái bộ lõ này nè. À, mình thử thì mình cũng thấy không có vừa lắm, nhìn nó hơi mập như vậy. Thì mình phát hiện cái bộ này nè, nhìn nó hơi ốm. Nó rút cái dáng mình lại cho nó đỡ mập thế các bạn. Đây, đây cái bộ cái bên áo đỏ chiếc chéo này các bạn. Thì mình sẽ chọn lấy cái áo đó nha. Ở đây thì mấy bé này rất là dễ thương nè, mấy chị mấy bé gì không biết nhưng mà kêu đại. Mấy chị rất là dễ thương và tôi dám nhiệt tình với các bạn, rất là vui vẻ luôn nha. Và đây giờ mình đã thay bộ đồ nè, mình thay rồi mình ra đây mình ngồi. Thì lúc này mình chỉnh cái tóc lại cho nó ngay xíu, thì dù mệt giờ vẫn đang ngồi ở đây rất là buồn ngủ các bạn, đi xa mà không ngủ về nhà luôn. Thì mình sẽ dù ngồi làm tóc á thì cũng rất là mệt, cũng không buồn ngủ xíu cái hồi lên thành cái tỉnh đèn cũng quen đó. Giờ mình làm tóc với các bạn, thì cái khúc làm tóc này mình không có quay gì nhiều các bạn, mình chỉ quay được khúc thôi. Thì ở đây thì người ta nói là không được quay phim nhiều, hạn chế quay phim như các bạn. Bạn nào mà đi xa nơi xa đến đây thì có cầm cái máy quay phim như là quay vlog á, thì các bạn có thể là quay ít thôi chứ đừng có quay nhiều, thì người ta không cho quay nhiều, hạn chế như vậy và chỉ được quay TikTok người chụp hình nè đó các bạn, tha hồ nha. Nhưng mà chỉ trừ cái YouTube là các bạn hạn chế quay nhiều cái khung cảnh ở đây thôi. Còn quên nữa là các bạn nào mà đi á, thì nhớ là đừng có quay nhiều quá nha, quay nhiều quá thì nó sẽ không cho nha các bạn. Thì mình chỉ quay ít thôi cũng không nhiều, tại cái khúc làm tóc á thì mình cũng không muốn quay nhiều, với lại ba bốn đứa xúm nhau đè cái đầu mình làm á thì không có thấy mình, nên là mình chỉ quay cái khúc này thôi đó. Thì video có rung hay lắc gì các bạn có thể góp ý và comment để cho mình, mà có gì sai sót thì mình sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm các bạn. Và cũng đừng nói quá lời và nặng với mình nha, xem video vui thôi chứ đừng làm gì làm đừng làm quá đà thì nha các bạn. Giờ mình làm tóc các bạn, giờ mình chỉnh sửa lại. Thì cái đầu thì mình làm như là nửa tiếng, một tiếng hay nửa tiếng gì đó, hay là mấy phút gì đó, tại vì cái tóc mình nó dài phải chải đó, chải đuôi á, rồi hấp kính nó mới xong. Thì cái khúc này mình chỉ quay được ít thôi. Thì tôi trước cái ông bạn đưa cái quay thì chắc tôi phải huấn luyện em. Bây giờ tôi làm tóc nha các bạn. Đó, đây là nha. Thì cái này là đã tính chung combo giá là 450. Đây là cái bộ của tôi nè các bạn. Thì tôi bận á, là kèm thêm dù và dài và tóc, thì giá của nó là 450 nha các bạn đó. Và tôi sẽ đi kiếm chỗ chụp hình nha, phải săn lên, không săn lên là đi dắt té cái đồng người quê lắm luôn. Thì đây là cái khúc này nè, bữa tôi thấy cái một bạn hay cái anh hay cái chú gì đó quay quay cái khúc này nè, mình tôi rất là mê luôn, mê mà đến nỗi cái chỗ kéo dài luôn, nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ lên thành là bao đẹp nha các bạn. Và đây là cái khúc này nè, tôi đi vô trong á, đi chụp hình các bạn. Kiểu này đang giá bộ diễn hơi sâu. À bây giờ tôi sẽ đi vô đây nè. Đó, mình chụp hình nha. Tại vì lúc đầu thì chụp cũng không tươi lắm. Thì cái bộ này lên hình hơi dạ xíu, nhưng mà các bạn nào thích tới cái muốn trẻ chung các bạn có thể lựa cái bộ tươi tươi lên phù hợp cái mặt của mình nha. Thì cái mặt này á, thì mình chỉ hết màu đỏ thôi, nhưng mà nó cũng không hợp cho lắm, gì cái mặt mình nó hơi mập. Thường mình rất thích cái vẻ của trang mà nó bằng ốm ốm các bạn, nhìn nó đỡ mặt đi. Thì ở đây á, khung cảnh rất là đẹp các bạn ha, hồ quay phim, check in, chụp hình với cái tóc. Nhưng mà chỉ trừ đặc biệt là vlog nha các bạn. Cái vlog của các anh các chị á, mà có quay á, mà giới thiệu cái cảnh này ra thì các anh các chị có thể hạn chế quay video nha. Nha mấy anh các chị.
hạn chế quay ít thôi, các bạn có thể quay lén hoặc là quay ít tăng ít thôi, chứ đừng có quay nhiều quá thì người ta sẽ không cho các bạn. Tại vì khung cảnh này thì cũng có nhiều người quay rồi, mình cũng không quay gì nhiều hết, thì mình chỉ quay cái khúc mình đi tới đi lui rồi đi qua đi lại cái chỗ này ở trên cây cầu đấy các bạn. Buổi chiều cũng view đúng đẹp luôn, tại vì các bạn thấy trời hơi chỉ mưa, đầu mình đứng nó mưa, mình hoảng hồn ha, ai về trời không mưa. Thì bây giờ thì mình đã quay cái tóc nè, mình chụp hình nè, còn bạn nào mà muốn các bạn rút với mình thì mình sẽ để link ở dưới cho các bạn nha. Thì còn đây là clip mà mình quay cái hài hài các bạn, kiểu công chúa đi với mình lộn. Giờ mình sẽ đi hai đoạn với các bạn. Nếu mà rẻ là mình rút hai bộ, và cỡ này là nó chơi nguyên combo luôn là 450 nha các bạn. Nếu mà rẻ nữa thì mình có thể rút thêm một bộ, nhưng mà cái này hơi mắc chút xíu nha các bạn. Lâu lâu các bạn đi một lần chứ đừng có ngán, ngán thì các bạn sẽ không thấy cái gì vui. Còn đây là ngựa nè, mình chuẩn bị con ngựa nha các bạn. Đó, tại vì con ngựa anh nó sợ nhất nó là cái màu đỏ các bạn, nó sợ nhất là cái màu đỏ. Thì mình đã chọn cái áo trắng vô thì cũng có mấy người khách vô, thì tới chiều chiều này có cũng vài người khách vô tham quan các bạn. Thì bạn nào muốn chơi con ngựa thì nhớ bận đồ cổ trang nha, cho đẹp đẹp nha, mấy cơ mấy hộp mấy đẹp. Con ngựa thì miễn phí nhưng mà đồ cổ trang thì tính riêng nha các bạn. Đó, chờ lần đầu mà leo ngựa mà cảm thấy mình sợ mà run các bạn. Thì mình hồi đó thì mình cũng có leo một lần với ba mình, nhưng mà bây giờ mình lớn mà mình tự leo mình thử thì mình sợ kiểu ngựa mà nó chạy các bạn. Tại vì nó cũng có nhét màu đỏ, biết sao nhét màu đỏ không? Bởi vì lúc mà cái chú nó nói là lúc khai trương mà ở 13 đây tháng 1, tháng 2 gì đó, thì cái chỗ này vừa khai trương cái người đó muốn chống mưa lăng, nó bận đồ đỏ nhảy nhảy á, cái nó quảng hồn, nó sợ biết nó nhét, nó sợ màu đỏ luôn các bạn. Còn bạn nào mà xem video không nghe được tiếng mình, nó có thể mở loa hết lóc hoặc là nghe chơi nó tai xét vô hoặc là chơi các con gì đó thì có thể nghe rõ nha các bạn. Thì mình leo lên gặp sự cố là dính cái váy nha các bạn. Thì ngựa cũng không biết là nó có sợ màu đỏ lắm không nữa, tại vì có người yếu yếu á kêu nó bình tĩnh, nhưng mà mình cũng sợ nên nó cũng hơi dậy nhảy. Ba bốn người đỡ luôn, mình chỉ có một mình lên thôi mà ba bốn người đỡ ngựa. Giờ mình phải leo tới leo lui để chỉnh cái áo, cái tà áo nó dướng các bạn. Even if it's a disaster, I got it, I got it.
Ok, và nãy giờ thì mình đã vô cái phim và chụp hình luôn, thì xong cái chụp này mình đã thay đồ ra rồi và mình đi về thôi, tạm biệt. Và mình trước khi đi về mình sẽ đi dạo cái thành phố Long Xuyên nha. Thì video thì có gì hay có bất gì để lại comment và góp ý cho mình nha. Và xem video, chúc mọi người xem video vui vẻ, và gì hay cho mình một like, một share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình, và ấn nút chuông thông báo để mình có cái gì nào đó mình sẽ ra thêm nhiều video hay mới cho mọi người xem. Thì các bạn có thích hay không thích, các bạn có thể lướt qua kênh của mình nha, đừng có vào đây chửi, khổ mình lắm. Ngày nào mình cũng bị chửi, cho nó vô mạng cũng bị chửi nữa, mình không biết làm cái gì cho vừa lòng. Thì hôm nay thì mình chỉ quay vô đây thôi, thì chúc các bạn một năm mới vui vẻ, ăn chay hạnh diệu nha. Và đây là thành phố Long Xuyên nha các bạn, rất là đẹp luôn, và trước mặt mình là nhà Hò Bó. Và video này không còn cái gì nữa, thì chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp lại, bye bye. Thank you.